Một người đàn ông mạnh mẽ chưa chắc là người không bị khuất phục, nhưng một người đàn ông không bị khuất phục trước khó khăn chính là người đàn ông mạnh mẽ. Trong đó, đối với tôi, thời gian là khi bạn trân trọng từng khoảnh khắc. Chi tiết trong từng khoảnh khắc di chuyển, trong từng cú đỡ cầu. Sức mạnh không đến từ cơ thể mà từ chính cổ tay. Để đòi hỏi đạt được sự hoàn mỹ của thành công, chắc chắn không thể thiếu sự đồng điệu. Sự đồng điệu thì không thể hiện hữu nếu như không trải qua chui rèn của thời gian. Dài hay ngắn sẽ chỉ được khẳng định trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đối với mình và Trang, niềm tin chính là sự khẳng định cho chắc chắn của thành công. Festina, sống trọn từng khoảnh khắc.